Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Máy Giá Rẻ ha. Thì hôm nay trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn rất là nhiều dòng xe luôn. Exciter 150, 155 này, rồi lại Vision này, Vario này, đủ tất cả các phiên bản ha. Thì anh chị và các bạn chịu khó mình tham khảo kỹ clip này ha, để mà mình cập nhật những cái giá xe mới nhất hiện tại ha. Đó. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có anh Thảo sẽ hỗ trợ giới thiệu cho anh chị và bạn ha. Mời Thảo. Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình tiếp tục xả kho cho anh em luôn. Nói chung là bữa nay ad với lại Vision nó về cũng khá là nhiều luôn. Và giá của nó thì sẽ giảm hơn so với tuần trước luôn nha. Thì đầu tiên cái là mình có con ad 150 màu đen nhám nha, bản RC nha. Phiên bản này thì nói chung là cũng nhiều anh em thích cái màu này nè. Bữa giờ mình cũng không có quay cái màu này, mình cũng còn á, mình cũng còn 2-3 chiếc nữa nên là mình hôm nay quay lên luôn. Thì con này là con phiên bản 155 nha, phiên bản 2022 nha. Thì con này thì giá của nó sẽ dao động tầm khoảng tháng này giảm giá mạnh cho anh em luôn, còn 43 triệu thôi nha. Đó. Đối với dòng ẹt này á, là mình báo giá là đã bao gồm thuế VAT rồi nha anh em. Dòng này thì anh em mua góp anh em trả trước cho mình tầm 5 triệu là nhận xe nha. Rồi. Phía trong của nó là nó sẽ có con màu bạc đỏ đen nha. Con này thì cũng là phiên bản giới hạn của ad 150 nha. Con này thì mâm cam nè. Hiện tại thì mẫu thì, 150 phiên bản giới hạn này là còn đúng màu luôn nha anh chị và bạn. Có màu lính nè, màu xanh ngọc, màu bạc cam nè. Còn màu gì nữa quên người ta. Màu bạc, màu nó có 4 màu. Nói chung nó có 4 màu lận, có màu màu trắng tím nữa nha. Thì anh em mua cái màu này á, thì nó sẽ dao động giá cũng tầm khoảng 43 triệu thôi nha. Tháng này mình giảm giá luôn còn 43 triệu thôi. Thì đối với phiên bản này anh em trả trước cho mình cũng 5 triệu là nhận xe được rồi nha. Đó. Giá là bao gồm VAT đúng không? Đúng rồi. Riêng anh em mà mua bản RC màu đỏ nha, mình giảm giá cho anh em còn 42 triệu 800 luôn nha. Bản này RC màu đỏ nhám nè, 42 triệu 800 một chiếc nha. Trả trước 5 triệu nhận xe. Đó. Giảm giá mạnh cho anh em luôn. Còn có phiên bản màu trắng đỏ đen nè, trắng đỏ nè. Nói chung là mình thấy cái màu trắng đỏ này đi nó cũng lâu, cái màu của trắng đỏ này đi nói chung là nó lâu lỗi thời lắm, tại vì cái màu này thì hồi trước nó cũng ra cái màu này rất là nhiều anh em mua cái màu này nè. Thì đối với cái màu này mình cũng giảm giá cho anh em luôn còn 42 triệu 800 thôi, cũng trả trước tầm 5 triệu là nhận xe nha. Đó, thì sau ad 150 thì mình cũng còn khá là nhiều mẫu nha anh em, mà coi clip á, anh em thích cái màu nào hoặc là anh em muốn mua màu khác á, của ad á, thì cứ gọi điện hoặc nhắn tin qua Zalo á, mình sẽ tư vấn cho anh em dòng ad luôn nha. Rồi tiếp theo là ad 155 cũng siêu hot. Phiên bản 2023 nha mọi người. Đó, giảm giá còn 47 triệu nha anh em, phiên bản giới hạn luôn nha, 47 triệu nè. Đó, con này thì anh em trả trước cho mình tầm khoảng 7-8 triệu nhận xe được rồi. Thì đối với cái phiên bản này á, thì anh em mà mua mà liên hệ trước mình giảm thêm 1 triệu tiền xăng nữa nha. Rồi lưu ý tiếp theo nữa là con phiên bản giới hạn 155 màu xanh lính nha, phiên bản giới hạn luôn nè, 47 triệu giảm 1 triệu còn 46 triệu luôn nha, xả kho luôn, nay mình xả kho cho anh em luôn. Đó. Rồi tiếp theo là con màu xanh, xanh này là xanh 2022, xanh GB, nhưng mà xanh này là xanh nhám nha mọi người, nó có nhám và nó là màu xanh phiên bản 2022 luôn. Con này cũng 47 triệu giảm 1 triệu còn 46 triệu luôn nha anh em. Đó, thì hôm nay cũng giảm khá là mạnh luôn. Tiếp theo là con màu vàng. Màu vàng này là vàng đen nha. Con này cũng là chìa khóa smart key luôn nè. Đó, con này là 465 nha mọi người. Dòng này thì trả trước tầm 7 triệu là nhận xe được rồi. Đó. Rồi, còn một cái con mà gọi là siêu phẩm của ad 155 nè. Nói chung là mình vẫn còn nha. Dòng này màu này thì rất là hiếm. Số lượng khá là ít lắm nhưng mà bên mình vẫn còn nha. Cái màu này là màu xám, xám bánh đỏ nha. Đấy, con này thì 48 triệu nha mọi người. Đó. Thế anh em trả trước cho mình tầm khoảng 7 triệu là nhận xe nha. Tất cả dòng ẹt cái con này là giá cao nhất so với tất cả những con, anh em thích con nào cũng được hết, nhưng mà riêng con này thì giá nó sẽ là 48 triệu nha. Đó, vì không có hàng ẹt nó không có ra nữa nên là nó sẽ giá nó sẽ cao hơn một tí. Rồi tiếp theo là Vision nha mọi người. Vision thì về nói chung là kỷ lục luôn, về khá là nhiều, mấy chục chiếc luôn, nhưng mà dòng Vision mà đỏ bóng này, bản cao cấp này, về được khá là nhiều, từ 2022 2023 luôn nha. Đó, đối với dòng Vision này thì các bạn thấy là bên mình nhập về khá là nhiều nên là mình sẽ xả kho và bán sỉ cho mọi người luôn nha, 32 triệu thôi mọi người. Đó, bao VAT luôn nha, dòng Vision cao cấp. Còn anh em mà thấy một con màu đen, đen này là đen bóng nè, con này là phiên bản đời 2023 nha, phiên bản tiêu chuẩn nha, 30 triệu nha mọi người. Hiện tại thì 2023 nó có màu đen xi măng nữa, màu xám. Đúng xi rồi, măng á, màu xám xi măng nữa là nó thay đổi, gì có màu xám xi măng nè và nó thêm được cái màu đen này nè. Đúng rồi. Còn riêng cái màu trắng của nó là nó sẽ có màu trắng, nhưng mà màu trắng phiên bản cao cấp, phải màu trắng 2022 nó sẽ là phiên bản tiêu chuẩn nha. Thì con này là nó nằm trong phiên bản tiêu chuẩn của 2023 luôn,
Đối với con này thì sẽ giá của nó cũng tầm khoảng là 30 triệu thôi mọi người. Đó, trả trước tầm 2 triệu là nhận xe nha. Đối với dòng Vision này cứ đưa trước 2 đến 3 triệu nhận xe. Đó, là mình hỗ trợ luôn, chỉ cần mang có căn cước thôi là mình lấy xe được rồi. Đó. Nói chung là xe về cũng nhiều lắm. Mấy cái bảng này là màu đỏ, màu đen nè. Đó thì nói chung mình cũng đầy đủ tất cả các màu luôn, nên anh em mà thích mua cái màu nào á cứ gọi điện hoặc nhắn tin cho mình. Đó, mình sẽ hỗ trợ cái tiền xăng cho anh em đến mua xe nữa nha. Bạn cá tính đồ nhiêu em? Hiện tại cái bảng cá tính á, là nó sẽ dao động tầm khoảng 37 triệu nha. Còn đối với anh em mà mua bảng đặc biệt á, màu xám á, thì 33 triệu thôi, 500 luôn. Đó, cái dòng đặc biệt á. Rồi. Thì trong kia. Vô trong này nó cũng có em pha màu đen nhám nè. 18 triệu một chiếc nha mọi người, trả trước cho mình tầm khoảng là 3 triệu nhận xe nha. AB 160 thì bật bóng điện lên. Tháng này mình giảm mạnh luôn cho anh em luôn, là còn khoảng 56 triệu nha, giảm 1 triệu còn 55 triệu nha. 55 triệu. Trả trước 10 triệu lấy xe được rồi. Đó. Bên đây có dòng Vision 160 giảm giá tiếp cho anh em luôn. Dòng này giờ lời lỗi gì tầm này đúng không? Đúng rồi, lời lỗi gì bán hết. Nhà giá nào cũng bán nha anh chị Hoàng. Vision 160 ABS tháng này giảm còn 59 triệu nha. Đó, màu sơn 3D 59 luôn đó. Còn CBS nha, màu sơn 3D mình để cho 50 triệu thôi. 50 triệu luôn. 50 triệu một chiếc luôn. Trả trước tầm 7 8 triệu nhận xe về luôn. Rồi, future này. Future bánh bánh mâm nè. Đó. Đối với dòng này giá của nó ta dao động tầm khoảng là 30 bánh mâm luôn nha, 34 triệu nha. Còn bánh căm này 31 triệu nha mọi người. Còn cái này 34 triệu nếu mà anh em mua tháng này mình giảm luôn 1 triệu còn 33 triệu luôn. Còn màu trắng thì giá nhiêu? Màu trắng thì sẽ cao hơn, màu trắng là 34 triệu nha anh em. Ok. Đó. Rồi. Đây. Vario 125. Vario 125 phiên bản tiêu chuẩn. Vario 125. Vario 125 mà đời 2023 nha. Con này thì dao động giá tầm khoảng 45 triệu thôi. 45 triệu này màu đen màu bóng. Màu đen, đen bóng với đỏ bóng nha. Màu xanh này á thì nó màu sẽ bán chạy lắm luôn. Màu xanh này á là mình sẽ xả kho luôn còn 47 triệu luôn nha. Đó. 47 triệu à? 47 triệu bản sẽ mắc cây luôn nha. Màu trắng cũng 47 triệu luôn, bản sờ mắc cây luôn. Đen cũng vậy luôn nha. Ba màu này là màu cao cấp của dòng Vario 2023 luôn nha. Rồi. 47 triệu một em. AB. AB 125 phiên bản tiêu chuẩn nè. Tháng này giảm giá còn 39 triệu 500 luôn. Là trả trước tầm khoảng 3 4 triệu là nhận xe luôn. Mình xả kho cho anh em luôn. Riêng màu xanh với màu đỏ là bằng giá nhau nha. Màu đỏ này mình cũng sẽ giảm luôn tầm 39 triệu 500 thôi nha. Tháng này là mình giảm xả kho cho anh em luôn. GTR. Có con GTR bên đó thì tháng này mình cũng giảm giá cho anh em còn 53 triệu nha, bao VAT luôn nha. Con này thì trả trước tầm 8 triệu là mình nhận xe được rồi. Rồi, Vision 2023 kìa. Vision 2023 mà phiên bản màu xám xi măng nè, 39 triệu nha. Rồi, ok. Thì hôm nay mình chỉ giới thiệu sơ về dòng Vision và Edge nha. Thì với và mẫu AB Future thì nói chung là mình đang giảm giá khá là mạnh đó. Thì anh em mà nào mà muốn xe mua xe thì mình mà coi clip á, anh em muốn mua xe mua trong Tết thì mình mua sớm đi để tranh thủ để làm biển số kịp trước Tết cho anh em để anh em về quê nha. Rồi anh em nào mà mua thì góp á, thì anh em chỉ cần mang theo căn cước cho mình thôi hoặc là bảo hiểm y tế nha, nếu mà là công ty hoặc là bằng lái anh em cứ đem theo đi để làm hỗ trợ cho anh em những cái gói lãi suất thấp cho anh em luôn nha. Rồi anh em nào muốn góp qua thẻ tín dụng cửa hàng mình có luôn nha, em thẻ tín dụng đến quẹt không lãi cho anh em luôn nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi clip nha. Anh em có mua xe gì cứ gọi điện hoặc nhắn tin qua Zalo cho mình nha.